Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Và hôm nay là vào buổi sáng ngày 23 tháng 3 năm 2024, vì ngày cuối tuần. Trước hình của chú Duy Vàng đó là những hình ảnh của bến xe phía Nam Nha Trang. Và bên cạnh nó là cái siêu thị Mega. Trước nó là siêu thị Metro quý vị. Trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú Duy Vàng một số tình hình của bến xe phía Nam cũ, cũng như em sẽ đi lên bến xe liên tỉnh phía Nam mới của Nha Trang nha. Thì bến xe phía Nam mới, bến xe liên tỉnh đó, thì cũng đã hoạt động rồi đó. Còn bến xe cũ này thì hiện tại bây giờ em vẫn thấy nó vẫn còn đang hoạt động, chắc cũng đang tạm thôi vì chưa chuyển đi được thôi. Thì như là cái bộ phận điều hành đó, thì họ đã chuyển lên bến xe liên tỉnh rồi, bến xe mới rồi. Bây giờ mời quý vị đi vào bên trong bánh xe cũ thử nha, xem thử xe đồ còn nhiều hay không. Rồi sau đó em sẽ mời quý vị đi lên bánh xe mới. Bánh xe phía Nam này cũng là bánh xe cũ thôi. Bây giờ thì bến xe này nó nằm ở km số 6 thuộc địa phận trên đường 23 tháng 10 thuộc địa phận xã Vĩnh Trung của Nha Trang. Đây, bên trong kia là cái phòng đợi khách cũng như là khu vực bán vé. Đây có xe Cúc Tùng nữa mình. Rồi bến xe xe buýt tuyến số 6, bến xe phía Nam đi Lương Sơn. Dự kiến bến xe này cũng ngưng hoạt động để mà trả lại mặt bằng đây, không có sử dụng mặt bằng này nữa. Ở đây hiện tại có xe Cúc Tùng, xe Liên Hưng, rồi Cung Hô San Cô, xe Liên Hưng đi Huế này, xe Cúc Tùng cũng đi Huế, rồi có đi Cần Thơ, đi Vũng Tàu nữa, xe Cúc Tùng. Vô Sơn Cô thì họ đi bến xe miền Đông. Rồi xe Liên Hưng có đi Châu Đốc nữa vì. Giờ xe Cúc Tùng với Liên Hưng ở đây nhiều này, có cả xe Hồi Phương. Xe Hồi Phương là xe đi Gia Lai, Ngọc Phát cũng đi Gia Lai. Rồi xe Liên Hưng. Rồi xe Phương Trang. Xe Liên Hưng mới ở Sài Gòn về nữa là sao vậy? Hiện tại thì cảm giác nó cũng còn hơi vắng. Liên Hưng có đi Trà Vinh nữa, đi miền Tây luôn. Đây mấy cái xe trung chuyển của Phương Trang này. Xe phía Nam thì bến xe này cũng chỉ bến tạm thôi, nó cũng nhỏ. Bây giờ em sẽ mời quý vị đi qua bến xe mới thử nha, xem thử xe với nó hoạt động nhiều hay chưa. Đợt trước Tết thì cũng đã đi vào hoạt động rồi. Đối diện bánh xe là cây xăng cửa hàng Petrolimex 8. Bên cạnh đây là cái siêu thị Mega nè, Mega Market, phía trước là Metro. Cái siêu thị này nó nằm ở vị trí này, nó cũng không có khách lẻ nhiều. Chủ yếu là hình như siêu thị này họ bán phân xỉ thì chủ yếu khách lẻ đi dạo mua thì ít lắm, chỉ đa số mọi người họ đi dạo siêu thị Go, rồi siêu thị Lotte,
siêu thị Cốc Mát rồi thôi. Có siêu thị Mega này thì ít. Đây là thuộc địa phận của xã Vĩnh Trung. Hết xã Vĩnh Trung này là hết địa phận của thuộc thành phố Nha Trang đi. Qua bên kia của cây cầu ông Bộ là nó thuộc địa phận của Diên Khánh. Chỗ này là chợ Vĩnh Trung, một ngôi chợ nhỏ nhỏ nằm trên tuyến đường chính này, 3/10. Cây hoa đối diện với chợ Vĩnh Trung. Trước màn hình vậy là cái cổng chào này. Qua bên kia cổng chào là hết địa phận Nha Trang rồi. Thành phố Nha Trang, hẹn gặp lại với quý khách. Chỗ này là cái đình Võ Cạnh rồi cái cầu ông Bộ. Đây là cầu ông Bộ đó vậy. Ông Bộ xưa hay còn gọi là ông Cai Bạ đó, người chịu cái trách nhiệm giữ sổ sách. Tên thật của cái tên ông Bộ là người dân đặt theo cái tên cái chức vị. Nó thực sự tên thật của ông là ông hình như là Nguyễn Văn Ngữ vậy, em cũng nhớ không chính xác. Nói chung là của ông Ngữ, ông tên thật là Nguyễn Văn Ngữ. Mọi người khi xưa là ông giữ chức cai bạ đó, cai bạ cai bộ, nên người ta mới gọi là cầu ông Bộ. Năm xưa ông đã có những cái đóng góp trong cho nhân dân, cống hiến cho nhân dân. Ông xây cầu rồi cũng như là lập làng lập ấp, cũng như là làm chợ rồi làm bến đò rồi nhiều thứ lắm. Cho nên là ông đã có những cái đóng góp cho dân, cho nên là nhân dân họ mới quý mến ông. Và những cái nơi mà ông tạo lập ra như trường học hoặc là chợ hoặc là các cái bến đò thì mọi người đặt đều lấy cái tên là ông Bộ. Như khu vực đó thì có cầu ông Bộ rồi bến đò ông Bộ cũng như là chợ rồi. Cho nên ngày nay cái cầu ông Bộ nó có địa danh như vậy. Qua đây thì nó thuộc địa phận xã Duyên An của huyện Duyên Khánh.
sẽ lên ngã Ba Thành đó thì ngã Ba Thành cây dầu đôi, ngã Ba Thành bây giờ là ngã tư rồi. Này có quán cơm gà, cơm tấm gần ngôi trường Duyên An. Này bắt đầu trời thời tiết nắng nóng rồi, mấy cái quán nước mía em thấy có vẻ mọc lên nhiều hơn rồi. Trước là một cái ngã ba giao giữa con đường Bà Đề với đường 23/10 nè. Để bên tay trái là đi qua đường Bà Đề cũng như là các hướng đi qua chợ của xã Duyên An. Đồng thời là con đường cũng kết nối qua với đại lộ Võ Nguyên Giáp được luôn. Con đường 23/10 của Duyên An này là buôn bán sầm mút lắm mày. Đây là con đường chính mà, cho nên là đa số mặt bằng ở đây là dùng kinh doanh. Các cái cửa hàng vật liệu xây dựng, bán sơn, rồi quán cà phê, rồi phụ tùng máy móc, cũng như là các cái tiệm điện, rồi các cái hãng xe máy điện, rồi xe đạp, rồi xe ô tô, xe máy. Hãng như là hãng Honda rồi. Đoạn này bên tay phải là bệnh viện nhiệt đới. Phía trước là cây cầu, cái ngã Ba Thành cũng như là cái cây dầu đôi. Bên cạnh cây dầu đôi là miếu Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong. Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong là một trong vị tướng thời khởi nghĩa Trần Vương, thời chống thực dân Pháp thì. Nhưng mà lúc đó lực lượng cũng mỏng quá cho nên là không có thắng được, không thắng được dân Pháp. Ngay ngã Ba Thành này vì rẽ bên tay phải là hướng đi ra Bắc, ra Hà Nội, rẽ bên tay trái là hướng đi vào Nam, vào thành phố Hồ Chí Minh, còn di chuyển thẳng là hướng đi lên Diên Khánh, lên trung tâm, lên thành đó, lên thành cổ Diên Khánh hoặc là lên chợ Thành. Rồi bây giờ muốn đi qua cái bến xe liên tỉnh mới phía Nam mới, bởi vì rẽ bên tay trái này đi qua phía Nam luôn, nó nằm ngay vị trí giao giữa con đường quốc lộ mới này với con đường Võ Nguyên Giáp luôn, nằm vị trí đó cũng rất là thuận tiện luôn. Nhưng mà bến xe liên tỉnh mới dời lên trên này thì có vẻ nó hơi xa so với trung tâm thành phố. Cầu sông Cạn kéo dọc ra là bên đường Lạc Long Quân là cây cầu Trần Quý Cáp đó. Có đường quốc lộ nên mình thấy xe lớn không, xe container, xe khách hoặc là xe đầu kéo không.
tư giao với đường Nguyễn Trãi đó. Con đường này tương lai chắc chắn cũng sẽ mở rộng rồi. Mở rộng quy hoạch. Nhà dân ở đây đa số là nếu đã xây là xây thục thút sâu trong rồi. Còn lại ở ngồi xa xa này gần đường là đa số là làm những cái cơ sở tạm để mà kinh doanh. Đây các cái cửa cơ sở ô tô rồi không sửa chữa ô tô, xe mà đi ngang qua đây có hư hỏng là ở đây người ta họ sửa chữa rồi phụ tùng rồi. Điện ô tô rồi toàn là garage luôn, có nhà máy chế biến gỗ luôn, xi măng Phúc Sơn. Cây xăng số 34 của Petrolimex. Máy xe container này, máy xe đông lạnh này vì nó nước chảy ra nữa không? Hàng đông lạnh từ Nha Trang đâu đi đây? Trước mình vì là cái bạn chỉ dẫn hướng đi vào cao tốc Nha Trang Cam Lâm để bên tay phải hướng đi qua quốc lộ 27C thì sẽ là có một cái lối để dẫn vào cao tốc. Đi thẳng nữa thì vẫn là con đường là quốc lộ, còn rẽ bên tay trái là hướng đi đại lộ Quảng Giáp về lại trung tâm của thành phố Nha Trang. Rẽ phải này là hướng đi qua Quảng Giáp cũng như là kết nối nối dài với con đường Quảng Giáp này là con đường quốc lộ 27C hướng đi Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Còn ở đây có mấy gốc sứ họ đôn lên đẹp quá ha. Đi thẳng là lên kết nối quốc lộ 27C thì đi Đà Lạt Lâm Đồng cũng như là hướng đi lên cao tốc. Còn đây là khu vực của bến xe. Bến xe mới. Chung là hiện tại thì cái phòng điều hành thì họ chuyển lên trên này rồi vậy. Phòng điều hành của bến xe thì chuyển lên đây rồi. Nhưng mà xe thì vẫn chưa lên, chưa vào bên trong. Bốn cổng, hai lối vào, hai lối ra. Bến xe liên tỉnh phía Nam của Nha Trang. Công ty cổ phần khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa. Bến này cũng rộng. Rộng hơn bến cũ xíu thôi à. Đây diện tích chắc cũng tầm cỡ hơn 2 hectare thôi. Hiện tại giờ thì bến đổ thì còn trống, chưa có xe đổ, chỉ có cái phòng điều hành làm việc thì đã hoạt động rồi thôi. Xanh của đường đại lộ Quảng Giáp này được tưới tự động, hệ thống tự động.
Còn bây giờ mà cái bến xe này nó hoạt động thì là mấy cái lô đất trống ở đây bắt đầu người ta họ để bản hết nè, cho thuê mặt bằng này. Quán bánh cuốn, bánh ướt nóng nè, cà phê đồ cũng nhiều nè. Mấy quán cà phê này rộng rãi, thoáng. Quán ăn, quán uống. Bánh xe hoạt động thì chắc có thể những cái quán khu vực gần đây nó sẽ nhộn nhịp hơn đó. Kinh doanh sẽ nhiều hơn. Trước mặt anh vị là cái ngã tư của con đường đại lộ Quán Giáp giao với đường Lạc Long Quân này. Đi thẳng qua bên kia sẽ là hướng đi lên Đà Lạt, quốc lộ 27C. Còn rẽ qua bên tay trái là hướng đi tiếp vào Nam và Sài Gòn trên con đường Lạc Long Quân. Con đường này lúc trước nó là cũng là con đường quốc lộ vậy, con đường quốc lộ cũ á, trước mà xe còn có thể di chuyển vào bên trong thị trấn thì đi phía Bắc Nam là đi trên con đường này. Bây giờ có con đường mới băng ngang qua ngay chỗ ngã ba Thành, thành ngã tư, cho nên đường này là xe khách xe lớn rồi không đi nữa. Dọc đây là các cái tiệm bánh ướt. Bánh ướt thì nói đến Duyên Khánh là nổi tiếng với bánh ướt rồi, bánh ướt Duyên Khánh. Đi chuyển tiếp là sẽ về trung tâm của thị trấn. Rồi đến đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video nhé. Em xin trân trọng mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở một cái video tiếp theo sau.